là David kênh Quang Minh Channel. Hôm nay lại tiếp tục bán tia. Hôm nay là tam giác. Hôm nay là bánh tam giác nha các bạn. Nhưng mà lần này lại là sô cô la. Các bạn bánh ô dạo này sô cô la chứ không phải là bánh ta. Nhưng mà lần này là 3 trong 1. Có nghĩa là mình sẽ so sánh bánh Thụy Sĩ, bánh Việt Nam và bánh Anh đó nha các bạn. Đó, coi coi bánh à, không phải sô cô la nào ngon hơn. Giờ ăn bánh là ám ảnh, ăn bánh nhiều quá ám ảnh nên giờ cứ nói bánh hoài à. Giờ thì sẽ bắt đầu khui. Khui nó phải sang trọng. Ủa ở đây nó có chỗ bắt. Ôi giời ơi, đúng rồi, nó dé. Nói đi mà ra được. Vậy mà ớt xẹo gì mọi người. Trời ơi, cũng nó xíu rồi nha các bạn. Trời ơi, cũng nó xíu xíu rồi. Đây nè, đây nè. Sao cũng nhỏ vậy. Cái gì mà ớt xẹo vậy mọi người. Rồi, để mình đếm coi nó bao nhiêu cục. 1, 2, 3, 4. Nhìn cái hộp siêu to khổng lồ gì mà ai vậy đâu. Có 24 cục. Y 24 cục. Trời ơi, vậy chắc ăn trong một ngày là hết luôn nha các bạn. Và đây chính là sô cô la Việt Nam, nhà nông dân Việt Nam làm. Này khui chứ gì ta. Khui nó phải sang trọng chứ. Khui mà dạng rách phát rồi uống cái hộp lắm nha các bạn. Hộp này đẹp. Trời nó dán tìm. Nè mấy cỡ cái gì luôn. Rồi đừng gọi nha các bạn. Ôi sô cô la Việt Nam này nhé bạn. Ý là mình chưa khui ra. Đẹp chứ nhỉ. Giờ tiếp theo sẽ là sô cô la Anh. Ôi tí nữa mình sẽ cho các bạn thưởng thức sau. Nó biết mà giai lần đầu thì mình sẽ ăn Thụy Sĩ trước. Trời ơi ngoài thì cũng tam giác nhưng giờ ở trong đây cũng tam giác nữa. Trời ơi, Thụy Sĩ nó lạnh muốn chết vậy mà lại có cái tam giác gì đây giống cái kim tự tháp vậy. Ngon quá. Ngon quá trời. Nhưng mà cái này nó mệt quá. Nhai một cái là nát hết trơn luôn. Nói chung cũng ngon. Giờ còn hai cái rồi nha bạn. Giờ tiếp theo sẽ là bánh Việt Nam, đất nước tôi yêu. Cắt phải sàn. Béo. Có kéo đây không cắt thì làm cái gì. Ui, thanh sô-cô-la của Việt Nam này nhé bạn. Cái gì đây, nó có cái chữ gì này nhé bạn. Ăn từ từ, từng miếng được nhé bạn. Ê. Nói chung cũng ngon nhưng mà tôi nhìn cũng hơi đắng đắng. Trời ơi, cái thanh này nó bự quỷ gì ấy. Nói chung là dở hơn bánh Thụy Sĩ này. Nó cũng hơi đắng đắng chút xíu không nha các bạn. Ngon thì ngon nhưng mà vẫn đắng nha các bạn. Nhưng mà giữ qua cái khác nè. Đã ăn xong. Tiếp theo đó chính là bánh Anh. À lộn, sô-cô-la Anh. Hứng đâu ta? Hứng đây nè. Hứng vô hình tam giác. Ô, quan cũng ngon.
mà vẫn đỡ hơn chứ Việt Nam này. Trời ơi, Việt Nam ăn vô một cái nó đắng chết. À phải, đắng vừa vừa thôi nhé bạn, 5% thôi. Nói chung mình sẽ trao giải Thụy Sĩ nhất, Anh Nhi và Bét Việt Nam, đất nước tôi yêu. Ở trong Thụy Sĩ là ngon nhất nha bạn. Mình ăn mà mình toàn để dành lại cái hộp của mình nha bạn. Hộp cũng đẹp lắm nha bạn. Ví dụ như là Today quá Femio nha bạn. Hoặc là Danisa đó, mình toàn để dành lại cái hộp không rồi nha bạn. Hộp nó đẹp chứ là đừng đựng đồ nữa nha các bạn. Đúng là nhỏ có vỏ nha bạn. Mấy cái thanh này nó lớn như quỷ nha mình. Mà dở hàng rồi nhé bạn. Còn cái này nó xíu nhưng mà lại ngon. Trời ơi, có gì có cái thanh bụng trà bá nữa mà lại ngon mới được. Thôi, em chung hôm nay là Thụy Sĩ là ngon nhất. Thụy Sĩ là ngon nhất cho nên mình sẽ nói một số điều về Thụy Sĩ. Thụy Sĩ rất là giàu nha các bạn. GDP nó đứng thứ 8 trên thế giới nha bạn. Rất là ghê luôn. Chứ lại giữ tiền nữa nha bạn. Thụy Sĩ hồi xưa cũng rất là hiền, không dám ăn nước nào, mà nước nào cũng không dám ăn nó luôn á. Là tại nó hiền quá, cho nên là mấy nước đó cũng xin chịu thua. Ờ đúng rồi ha. Vậy thà mình hiền lành á, mình hiền lành thì nó cũng không làm gì mình luôn nha bạn. Chứ nó quê nói sau mình quê lại là đương nhiên là phải đánh nhau rồi. Chứ nó quê rồi mình im lặng thì đương nhiên là nó tha rồi nhé bạn. Thụy Sĩ cũng không xài tiền caro luôn nha các bạn. Thụy Sĩ nó xài tiền Thụy Sĩ. Nói chung giá trị của Thụy Sĩ cũng rất là cao. Và quên, Thụy Sĩ nó có ngọn núi gì nữa này nhé bạn. Được in trên cái nắp này nhé bạn. Nó có núi gì á, cái Adesi gì á nhé bạn. Mình cũng không biết núi gì nữa. Mình có gợi ý là núi Andes á. Nếu như các bạn biết là núi nào thì các bạn nhớ comment phía bên dưới nha các bạn. Và bỏ bài cái bạn.